giới thiệu với anh em cái khóa học triển khai layout SketchUp của bên mình. Group này là mình post bài thực hành của những anh em đã từng tham gia khóa học cũng như những công trình của anh em đã ứng dụng trong quá trình thực tế. Thì trên nền tảng mình sử dụng layout SketchUp để mình triển khai các bài kỹ thuật thi công. Thì mình chỉ cần một cái model duy nhất thôi là mình thể làm được render, mình trình phương án concept, mình triển khai hồ sơ thi công về phần kiến trúc, mình triển khai luôn cả về cái phần detail, về cái phần nội thất. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần làm trên cùng một model thôi. Và một số cái cách trình bày thì chúng ta sẽ có cái sự trực quan trong cái quá trình mình trình bày khách hàng.